Xin chào các bạn và các anh chị, trong video hôm nay mình sẽ cùng đưa các bạn các anh chị đi tham quan một vòng khu Phú Mỹ Hưng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cũng đã làm rất là nhiều cái video trên kênh của mình là về khu Phú Mỹ Hưng. Thì trong video hôm nay mình sẽ quay bằng đi bằng xe đạp, đạp xe quay và giới thiệu một số cái khu vực cho các bạn anh chị xem. Đây là cái khu mới xây của Phú Mỹ Hưng. Có tên là khu Midtown, bao gồm rất là nhiều cái tòa nhà chung cư rất là đẹp và hiện đại. Rất là nhiều khu căn hộ mới xây rất là đẹp, cao tầng khoảng trên 20 tầng, trên 10 tầng. Đây mình đi vòng vào đây mình xem, quay cho các bạn chị xem. Như mọi người đã biết thì giá bất động sản ở Phú Mỹ Hưng rất là cao chứ không phải là thấp so với mặt bằng chung ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì giá bất động sản ở Phú Mỹ Hưng là những khu quy hoạch bài bản xây dựng cao cấp cho nên giá rất là cao. Ví dụ như những khu này là giá một căn hộ khoảng 3 phòng ngủ trên 100 m² thì khoảng, ở đây mình nói khoảng là trên 8 tỷ đồng. Đây đi dọc cái khu gọi là khu Midtown, khu mới rất là đẹp. Nếu các bạn các anh chị ở xa, ví dụ ở ngoài miền Trung hay miền Bắc có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh thì ghé xuống tham quan, đi tìm hiểu với Phú Mỹ Hưng, tham quan rất là đẹp, người ta quy hoạch bài bản, rất là nhiều công viên cây xanh. Khu Phú Mỹ Hưng này ở quận 7 và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó khoảng 3 đến 4 cây số. Nếu mà đi từ hướng trung tâm ở chợ Bến Thành hoặc là ở bưu điện thành phố thì khoảng 3 đến 4 cây số.
Phú Mỹ Hưng thì rất là rộng và rất là nhiều cái khu, người ta xây dựng rất là nhiều cái khu dân cư, và đây là điển hình của một trong nhiều khu như vậy. Khu này là mới mới đưa vào khai thác khoảng khoảng hơn một năm, khoảng 1 đến 2 năm nay. Mình đang quay đây là khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Thì bữa nay trời nó hơi âm u, hơi nhiều mây. Chứ nếu bình thường là cái thời tiết mà tốt thì nó cũng sáng rất là đẹp. Phú Mỹ Hưng thì có cộng đồng người Hàn Quốc, và người Nhật Bản sinh sống khá là nhiều. Cho nên từ những cái dịch vụ ví dụ như là về quán ăn, nhà hàng nè, rồi những dịch vụ cho thuê bất động sản của người Hàn Quốc, hay là dịch vụ làm đẹp, spa cũng người Hàn Quốc cũng rất là nhiều. Đây, để mình đi lại một vòng nữa cho các bạn chị xem ha. Khu Midtown, khu Mỹ Hưng. Đây mình quay các bạn chị xem, nó có một cái loại hoa rất là đẹp ha. Người ta làm những cái khu như thế này để bãi đổ xe ô tô đó, và cái lo con cái hoa này rất là đẹp. Mình thấy người ta trồng những cái cây làm dây leo, làm tiểu cảnh này. Người ta làm cái khu công viên, khu công viên, công viên cảnh quan nhìn rất là đẹp, bắt mắt ha. Các bạn chị xem này. Mình đang dắt chiếc xe đạp đi bộ trong đây.
rất giống những khu vườn Nhật Bản. Đây. Làm trang trí rất là đẹp. Phía bên ngoài này thì những cái căn biệt thự đơn lập mà các bạn chị đang xem trên màn hình đó, cũng dự án thuộc Phú Mỹ Hưng luôn, và người ta xây dựng rất là nhiều. Đây cũng là một trong những công viên nữa, rất là nhiều công viên. Đây là công viên khu này, khu Nam Viên. Các bạn chị đang thấy đây là cái khu công viên ở cái khu dân cư gọi là Nam Viên này, cũng có những cái dự án nhà chung cư rồi biệt thự